Mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội, và cụ thể là Minh Toàn đang có mặt tại chợ Vùng Khoan của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn sẽ cùng một em gái chúng ta đi mua đồ ở Hà Đông, Hà Nội. À, đây là một cái chợ mà thu hút rất là nhiều bạn các giới trẻ đi mua sắm ở Hà Nội. Bởi vì đây là chợ Vùng Khoan, thì chợ Vùng Khoan được mệnh danh là một chợ để dùng cho sinh viên mua sắm. Thì hôm nay Minh Toàn cũng đã như giữ lời hứa của với quý bà con cô bác là Minh Toàn sẽ quay lại chợ Vùng Khoan này nhằm giúp các bạn trẻ khi mà về thủ đô Hà Nội học các trường đại học, cũng như là về với Hà Nội thì chúng ta tham quan chợ Vùng Khoan này. Và đây là một cái tụ điểm mua sắm cực kỳ cũng khá là lý tưởng so với cá nhân của Minh Toàn, bởi vì giá đấy rất là phải chăng để giúp quý bà con cô bác hoặc là các bạn trẻ khi về Hà Nội chúng ta mua sắm cho các cái đồ cá nhân cũng như là các phòng, để chúng ta có thể có những cái dụng cụ mà nó tối ưu nhất mà giá cả phải chăng nhất. Ở đây thì Minh Toàn không quảng cáo cho chợ Vùng Khoan đâu quý bà con cô bác nhé, mà Minh Toàn chỉ là người đi khám phá mà thôi. Đây, đi tiếp theo vào trong khu vực bên trong này thì rất là nhiều cửa hàng quần áo và cũng như là chợ bán các cái đồ mà chúng ta cũng có thể nói là rất là rẻ. Tại sao rẻ? Xin mời các bạn cùng Minh Toàn chúng ta đi khám phá chợ Vùng Khoan nhé. Đây là các quần áo rất là rẻ luôn, nhưng mà giá cũng rất là phải chăng luôn. Các bạn sinh viên về đây mua cực kỳ tuyệt vời. Đây. Đấy, các quần này. Như quần này là bao tiền em? 80.000. Đấy. Quý bà con cô bác thấy không? Quần 80.000 cực kỳ đẹp luôn. Đây, bên cạnh đấy chợ Vùng Khoan còn bán các cái thiết bị đồ điện tử như ở đây. Nhiều thiết bị điện tử rất là đẹp luôn, ví dụ ốp lưng hay là các cái mặt hàng rất là đẹp luôn. Quần áo trong này đấy, trong chợ Vùng Khoan có cả kính luôn này, kính rất là đẹp cho các bạn trẻ luôn, nhưng mà giá cả rất là phải chăng. Nhiều kính hàng hiệu ở ngoài kia nhiều lúc là chất lượng có thể là cũng ngang bằng như này thôi, nhưng người ta bán với một cái mức giá rất là khác luôn, mặc dù là kính chẳng biết bao nhiêu cả. Ở đây kính này là có 105.000, nhưng mà theo Minh Toàn đi ngoài shop có thể bán lên cả tiền triệu luôn, đúng không em? Như kính 105.000 này thì ngoài kia bán khả năng là lên trên trăm tiền triệu luôn. Dạ, đúng không? Ờ đấy, đẹp như thế này. Đây, cái sách rồi này. Đẹp luôn ha. Quá đẹp. Nhiều cái sách rất là mẫu mà người ta luôn. Ba lô chỉ có 120-130.000 thôi, và nhiều túi sách rất là đẹp luôn. Đây túi sách như này mà 120-130.000, chắc mình còn phải dừng lại để mua một túi sách thôi. Rất là đẹp, nhưng mà bây giờ mới được có 4-5 phút mình còn chắc lúc nữa quay lại mua một túi sách ở cửa hàng này. Cái này rất là nhiều túi luôn. Bye-bye.
hàng em không được quay thì thôi, buồn gì. Rồi ok, không quay thôi. Không quay ông cứ bọc máy tôi gì. Đây nhiều quần áo rất là đẹp luôn. Rồi rồi có đồng chí này cứ bảo là không được quay. Nhưng mà tôi cứ quay. Không có quay thì thôi. Mua sắm mình quay, mình thích cái nào mình quay thôi. Rất là nhiều quần áo đẹp bà con. Nhưng mà tầm này thì giá rất là rẻ luôn. Chưa cùng khoang thì các bạn trẻ sinh viên rất là phù hợp luôn. Hai đi theo. Thằng nào dám đi theo? Chê nói chứ. Nên nhiều lúc cứ quay vlog cũng khổ lắm bà con ạ. Nhiều lúc là người ta không hiểu, người ta cứ tưởng là soi mói cái gì người ta không cho quay luôn. Khổ rất là nhiều trải nghiệm luôn. Ăn chưa ăn đâu. Mình thấy có các cái cửa hàng ăn vặt luôn bà con. Có các cửa hàng ăn vặt luôn. Nên chúng ta đi chơi cùng khoang là không sợ đói đâu. Chơi cùng khoang này thì rất là nhiều đồ luôn. Thứ nhất là về quần áo, thứ hai là về thắt lưng, về da các thứ. Và mỗi mặt hàng đều có và giá rất là phải chăng. Từ giày dép cho đến các mặt hàng rất là đẹp luôn. Đây, giày dép.
nhiều mẫu mã lắm bà con của bác. Đẹp hơn. Đây, các cái đùi tất đẹp. Tất của trang đẹp như mát luôn. Đây, chị bán hàng đây à? Chị bán gì đấy? À đây à? À cho mấy cái gì đấy chị nào? Cho anh mấy đôi tất ngắn 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 mà dày dày ấy. Tất thể thao ngắn ngắn dày dày ấy. Vâng. Dạ vâng. Đây, cái loại tất như này mà loại dày dày lấy cho em màu màu à, thế cái loại nào dày dày chị ngắn ngắn như này cũng được này, cho anh 50 đôi ủng hộ chị. Đây gặp chị gái là người quen mua ủng hộ chị mới đưa tất cho anh màu trắng đi. Anh đi màu trắng 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 hoặc ghi. Nhưng mà đừng có cao gót ở sao ấy. Không, màu trắng được thì tốt hơn. Dày ấy. Nhưng mà cho màu khác đi, nhặt mấy đôi cho anh khoảng 5 đôi đi, cho em mỗi loại một đôi, 5 đôi trắng đi. Xong rồi mua thêm quần nữa. Thấp hay là được. Đó, màu trắng với màu ghi thôi, màu trắng. Đây, quán này chi này chị bán rất là rẻ luôn, mà chất lượng sản phẩm thì không phải nói, mình toàn mua mấy lần là mình toàn biết luôn. Nên mà quý bà con các bác khi với chợ Vinh Quang thì nhớ đến ủng hộ quán chị nha. Lần nào Vinh Quang đi qua Vinh Quang ủng hộ quán chị luôn á. Đây. Đấy. Điện thoại chị đây. Minh Toàn cũng đang chuẩn bị mua mấy cái đồ để ủng hộ chị. Đây ừ. Đây chọn. Giúp anh nằm đôi tất nằm dưới quần lót đi. Cầm đi. Đấy, rất là nhiều đôi Minh Toàn vừa mua xong. Riêng cá nhân Minh Toàn thì cứ ở đâu thơm ngon bổ rẻ là Minh Toàn mua thôi, chứ bà con cũng bán ạ. Chất lượng thì nói thật luôn là rất là tuyệt vời luôn. Chẳng khác gì mà shop luôn.
Thank you.